Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và đây là sự kiện được đặc biệt trông đợi bởi đây là văn kiện quan trọng này được hai bên ký quyết định đàm phán từ 9 năm trước với nội dung quan trọng nhất là xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại giữa hai bên. Và hiệp định này dự báo sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm gần gấp rưỡi vào năm 2030 so với không có hiệp định. Như vậy, sau 9 năm kể từ khi Việt Nam và EU quyết định đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU gọi tắt là EVFTA đã chính thức được ký kết. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 10% biểu thuế và giá trị thương mại. Đây được coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA mà từng được ký kết. Điều này càng có ý nghĩa khi hiện nay mới chỉ có hơn 42% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng mức thuế 0% theo chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020, 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với việc không có hiệp định. Ủy ban châu Âu ngài Jean-Claude. Việc ký các hiệp định EVFTA, EVPA hôm nay mới là bước đặt khởi đầu. Hai bên cần nỗ lực hợp tác để quá trình triển khai hợp tác thành công. Việt Nam sẽ ban hành một chương trình hành động quốc gia thực hiện hai hiệp định với các nhiệm vụ, các biện pháp cụ thể, thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết, triển khai sâu rộng đến các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, gắn với phát huy sự năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh, hùng cường. Cùng với Hiệp định EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA cũng có ý nghĩa quan trọng. Hiệp định này bao gồm nội dung bảo hộ đầu tư và giải quyết các tranh chấp đầu tư. Việt Nam là nước thứ tư tại châu Á-Thái Bình Dương và thứ hai trong ASEAN tham gia hiệp định này. Theo lịch trình, sau khi được ký kết, hai hiệp định EVFTA và IPA sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu và Nghị viện của 28 nước thành viên bỏ phiếu thông qua. Hiệp định EVFTA là một trong những hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà Việt Nam tham gia, được kỳ vọng là sẽ làm thay đổi thể chế chính sách, cũng như đưa nền kinh tế Việt Nam lên một tầm cao mới khi mà hiệp định này chính thức đi vào thực thi.